Xin chào bạn Bi. Xin chào bạn Bi, xin chào sáng nè. Rồi bạn Bi, bây giờ mình hát bài Johnny nha. Johnny yeah, papa. Theo lình lái. Open your mouth. Vậy là không ăn cái gì hết trơn á. Cơm đặt ra. Rồi, rồi bài gì nữa? Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại. Con gì nhỉ? Con le le. Con bìm bìm. Nào bạn Bi không có lấy nhiều xe ra đâu. Rồi bạn Bi ơi. Xe gì vậy? Xe máy cứu hỏa. Xe máy cứu hỏa hả? Nào cho bạn coi xe máy cứu hỏa nào. Hả? À, làm bác sửa xe hả? Bác sửa xe, xe của tôi bị làm sao vậy? Bị hư do chạy nhanh quá hả? Thế thì chúng ta cần phải thay bánh xe hả? Ồ, thế hết bao tiền? Hết bao tiền? Thay xe, thay bánh xe hết bao tiền? 2 tiền luôn hả? Đắt quá, thôi tôi không thay nữa đâu, tôi đi chỗ khác thay thôi, bye bye. Nào bạn Bi. Rồi bạn Bi đưa xe vô đi. Này thấy bạn công chúa bỏ ba lô vào chưa? Bỏ ba lô Hello Kitty vào xe kìa. Còn bạn Bi thì đẩy xe toàn xình ngậu. Gọi là cho em Hello Kitty đi ngủ đó. Ôi trời, rơi luôn. Gọi là peekaboo. Peekaboo. No no no, để bạn. Bạn Bi hư đó nha.